Ngọt lịm những khoảnh khắc đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Không chỉ đăng tải ảnh thân thiết cùng Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu còn hài hước trêu chọc bạn gái, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò vào tháng 10/2016. Trước khi công khai tình yêu, cặp đôi nhiều lần bị nghi ngờ cặp kè, song cả hai đều phủ nhận. Cả hai ca sĩ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật trong các chuyến lưu diễn cùng nhau. Bảo Anh cũng từng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người bắt đầu từ 1-2 năm trước khi cả hai cùng gặp nhau trong những chuyến lưu diễn tại châu Âu. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết cô và bạn trai có nhiều điểm chung nên dễ đồng cảm cùng nhau. Từ khi công khai mối quan hệ, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh không ngần ngại chia sẻ hình ảnh thân thiết trên trang cá nhân và mỗi khoảnh khắc họ bên nhau đều gây bão cộng đồng mạng. Không chỉ đăng ảnh mà mọi chú thích về bức ảnh của Hồ Quang Hiếu bên Bảo Anh luôn khiến người hâm mộ cười ngất. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu đã tự ghép ảnh mình vào poster sản phẩm âm nhạc của Bảo Anh và hài hước cho biết phát hiện cô gái có gương mặt giống ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Nam ca sĩ còn hào hứng tiết lộ ý nghĩa bức ảnh rằng Bảo Anh ôm mặt trăng là Moon, Moon là Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh ôm Hồ Quang Hiếu. Trước đó vào ngày quốc tế nói dối 1 tháng 4, Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý. Theo đó, nam ca sĩ cho biết bạn gái Bảo Anh vừa nói lời chia tay với anh, lý do đã có người khác. Hôm nay vừa chụp xong tấm hình rất tình cảm, bỗng dưng em ấy nói mình chia tay anh nhé, em đã có người mới, sorry anh. Không biết em ấy có chơi ngày cả tháng 4 không nhỉ? Hồ Quang Hiếu hài hước viết. Hồ Quang Hiếu chú thích, hai đứa thân nhau lắm, gặp nhau là đánh lộn. Nam ca sĩ chất vấn bạn gái, mắt Bảo Anh to thế, mắt Bảo Anh to để nhìn rõ Hiếu hơn sao? Cả hai cùng diện đồ đôi, Hồ Quang Hiếu hào hứng viết, chụp với người hay bắt nạt mình. Nam ca sĩ lại trêu bạn gái, hôm nay được bạn ấy mời đi ăn, chắc về sẽ đau bụng. Bảo Anh hiếm hoi chia sẻ ảnh chụp cùng bạn trai, may hòa ánh trăng diễn viên Bảo Anh Hồ Quang Hiếu tập cuối. Bảo Anh gợi cảm bên bạn trai khi cùng nhau đi du lịch biển. Cặp đôi cùng để quả đầu độc đáo khi du lịch qua châu Phi, tranh thủ chụp ảnh cùng nhau trước giờ ra sân khấu. Hồ Quang Hiếu nắm chặt tay, đích thân tiễn bạn gái ra sân bay đi nước ngoài. Nữ ca sĩ có mặt ở trường quay MV để chăm sóc cho Hồ Quang Hiếu. Khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào và vô cùng đáng yêu của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh. Nam ca sĩ đổi thay cho biết anh đã từng đề cập chuyện cưới xin với Bảo Anh, nhưng có lẽ vì còn trẻ còn nhiều mơ ước chưa thực hiện nên bạn gái chưa nhận lời. Mới 22 tuổi, Hương Tràm sở hữu khối tài sản bất cứ ai cũng thèm muốn. 22 tuổi và bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp hơn 4 năm, nhưng quán quân The Voice 2012 Hương Tràm đã tích góp được khối tài sản vạn người mơ. Căn hộ cao cấp 3 tỷ giữa trung tâm Sài Gòn, sau vài năm chăm chỉ đi hát và dành dụm, Hương Tràm tậu căn hộ chung cư ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, tổ ấm mới có giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Hương Tràm chia sẻ phòng ngủ là nơi mình thích nhất trong nhà, bởi đây là nơi riêng tư cũng như yên tĩnh để cô có thể nghỉ ngơi thư giãn sau những buổi đi diễn. Bức ảnh mà giọng ca ngốc ưng ý nhất được treo ngay cạnh phòng ngủ. Tủ đồ của Hương Tràm khá đồ sộ, giọng ca 22 tuổi cho biết cô đang dần cải thiện hình ảnh thời trang bằng những bộ cánh hợp vóc dáng xu hướng thịnh hành. Tương tự nhà của các ca sĩ nổi tiếng khác, sản phẩm giải thưởng âm nhạc được chủ nhân trưng bày ở nơi trang trọng. Thường xuyên đi diễn xa nhà, phải ăn ngoài nên phòng bếp của căn hộ ít khi được sử dụng. Tuy nhiên khi rảnh rỗi, nữ ca sĩ vẫn mời bạn bè về nấu nướng và ăn uống. 18 tuổi tậu xế hộp 700 triệu, 22 tuổi sắm xe sang 2 tỷ. Chiếc xế hộp của Hương Tràm thuộc dòng Alanja của thương hiệu Hyundai, có giá 699 triệu đồng. Cô nàng đạt được thành quả này năm 18 tuổi. Đầu năm 2017, ca sĩ Hương Tràm đã vung tiền tậu ngay cho mình một chiếc xe Mercedes màu trắng. Được biết, xế hộp mới tậu của Hương Tràm có giá khoảng 2 tỷ đồng. Bộ sưu tập hàng hiệu vạn người mơ. Nữ ca sĩ có sở thích sưu tầm kính và nước hoa. Tất cả các thương hiệu trên thế giới của hai mặt hàng này đều có mặt trong căn hộ chung cư cao cấp của cô. Hương Tràm hầu như tự make up khi đi diễn. Chính vì thế mà bàn trang điểm của cô không thể thiếu những món mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Hầu hết không gian trong căn nhà tràn ngập hình ảnh của ca sĩ. Hương Tràm còn khoe khéo những món đồ hiệu như bộ sưu tập trong nhà mình. Ca sĩ gốc Nghệ An là một người nghiện phụ kiện hàng hiệu. Cô sở hữu ví, túi xách,
giày đều đến từ thương hiệu lớn, nữ ca sĩ thích nhất là dòng túi LV và Chanel. Dạo bước trên phố, cô nàng diện cây đồ hiệu, quần áo Zara, túi xách hiệu của Chanel. Bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình, Hương Tràm đã chịu chơi rinh về chiếc túi Dior trên 100 triệu đồng, khiến bao cô gái mơ mẩn. Chiếc túi này vừa giúp cô có thể diện váy điệu đà, cũng có thể kết hợp cùng những bộ cánh hàng ngày rất năng động. Nhân dịp Giáng sinh 2015, Hương Tràm tự thưởng cho mình chiếc túi hiệu Dior Mini màu hồng phấn. Túi Dior của Hương Tràm thuộc dòng túi Lady Dior có giá khoảng 3.100 đô, khoảng 70 triệu đồng. Harry Won chắc chắn há hốc mồm khi xem ảnh chồng và mẹ chồng ngày xưa. Xem ảnh trưởng thành lúc bé đã choáng, nhìn sang nhan sắc của mẹ nam MC hồi còn trẻ còn sốc hơn. Cách đây ít phút, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ thêm một hình ảnh khi xưa ta bé, bên ba mẹ khiến fan vô cùng thích thú. Tất cả đều nhận xét rằng nam MC quá đỗi dễ thương, kháu khỉnh, vẻ mặt toát ra nét nhanh nhẩu, thông minh. Trong khi chồng Harry Won dễ cưng bao nhiêu, thì mẹ chồng của cô cũng gây sửng sốt với nhan sắc nổi bật bấy nhiêu. Trấn Thành từng cho rằng mẹ anh hồi trẻ có diện mạo giống với nữ ca sĩ Băng Di bây giờ. Bức ảnh hồi thơ ấu của Trấn Thành nhanh chóng nhận về nghìn like. Vẻ thanh lịch của mẹ chồng Harry Won và nét lém lỉnh của chồng nữ ca sĩ hồi bé. Trấn Thành nhiều lần khoe ảnh được mẹ bồng bế, âu yếm và cưng chiều. Nam MC còn bị nghi tày dầm lên quần mẹ. Nhan sắc mẹ Trấn Thành có nhiều nét tương đồng với Băng Di. Dưới đây là một số hình ảnh từ thời hoa vàng cỏ xanh tới thời thiếu niên của nam MC đắt show nhất Việt Nam. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hé lộ những điều thú vị trong hôn lễ sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay. Sau hai lần đám cưới hụt, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Cô và ông xã kém 8 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2017. Ngày 1 tháng 4, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng với người yêu 8 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ. Cô cũng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới, thời gian cụ thể đang chờ gia đình hai bên sắp xếp. Lâm Khánh Chi chia sẻ, lần ra mắt gia đình nhà chồng lần này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được bố mẹ người yêu vui vẻ chấp nhận, tiếp đón trong sự yêu thương. Bố mẹ anh tự cảm thấy hãnh diện vì có một người con dâu như tôi. Sau hai lần yêu và tưởng như sẵn sàng làm đám cưới nhưng không thành, Lâm Khánh Chi rất chờ đợi vào hôn lễ lần này. Người đẹp chuyển giới cho biết bạn trai rất yêu thương và chăm sóc cô. Trong tình yêu, Lâm Khánh Chi không quan trọng quen biết bao lâu, chỉ cần thành thật với nhau là đủ. Đám cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đúng vào dịp mùa cưới. Trước đó, Lâm Khánh Chi được nhiều nhãn hàng váy cưới mời làm người mẫu, nhưng cô không dám nhận lời nhiều vì sợ khi mình mặc váy cưới trong hôn lễ sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc thực sự của một cô dâu. Đời người chỉ làm đám cưới một lần nên Lâm Khánh Chi muốn được tổ chức thật đặc biệt và hoành tráng. Cô không muốn nói trước vì sợ không làm được người khác lại trách, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn ao ước nếu có thể sẽ tìm được một địa điểm thật lớn để có thể tiếp đón tất cả người thân, bạn bè cùng với người hâm mộ đến chung vui với mình. Chắc chắn trong lễ cưới sẽ có dàn phù rể phù dâu 15 người. Cô dâu phụ sẽ là những cô gái chuyển giới vô cùng xinh đẹp. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ cô sẽ không tổ chức lễ ăn hỏi. Chồng sắp cưới sẽ trao nhẫn cho cô đúng vào ngày sinh nhật của nữ ca sĩ chuyển giới vào tháng 7/2017 này. Tang lễ đẫm nước mắt tại quê nhà của bé gái Việt bị sát hại ở Nhật. Từ 6 giờ sáng hôm nay, người thân và hàng xóm đã có mặt ở nhà ông bà nội của bé Nhật Linh để chuẩn bị đưa bé ra đồng. Thi thể của bé Nhật Linh đã được đưa về quê nội ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vào chiều hôm qua, hơn một tuần sau khi tìm thấy xác bé ở một bãi cỏ gần kênh thoát nước tại thành phố Abiko, Chiba của Nhật Bản. Từ sáng hôm nay, người thân, hàng xóm và cả những người ở xã bên đã có mặt tại nhà ông bà nội của bé Linh để chia buồn cùng gia đình và đưa tiễn bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo chia sẻ của chú ruột bé Linh, Linh sang Nhật cùng cha mẹ từ năm 3 tuổi. Vì bận việc học nên mới về Việt Nam thăm quê được 5 lần kể từ lúc định cư bên đó. Bé dễ thương, thân thiện, lễ phép nên không ai cầm được nước mắt khi nhìn vào di ảnh Linh đang tươi cười. Các vòng hoa trắng được xếp kín con nhỏ ngõ của nhà ông bà nội bé Linh. 8 giờ sáng người nhà làm lễ di quan.
Hàng dài người dân trong xã và vùng phụ cận đến tiễn đưa bé gái xấu số. Có người chưa từng gặp mặt bé Linh nhưng cũng cảm thấy đau xót khôn nguôi khi nghe câu chuyện của bé qua hàng xóm báo đài. Chiếc xe tang đưa bé Linh ra khu nghĩa trang của xã.